Hello con nhỏ nhà cả nhà ơi, thì hôm nay là đêm 30 tới rồi. Thì trước khi vào video hôm nay thì cũng xin chúc ông bà, cô chú, anh chị toàn thể, các bạn trong ngoài nước thật nhiều sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc và làm ăn thật là phát tài nha. Thế này thì hôm nay là một video rất đặc biệt và cũng như là không có liên quan về tâm linh cả. Thì đêm nay là đêm 30 đó. Thì hôm nay thì tôi có mua một ít pháo hoa cả nhà. Này là một ít nhỏ thôi, này để thử nghiệm. Tại vì từ đó giờ thì chúng ta chỉ xem qua những cái đợt bắn pháo hoa và đúng trời pháo nổ ghê rồi đúng đêm 30 thôi. Và hầu như nổ tới ghê trời, đâu vậy? Thì hầu như là toàn là những đợt pháo hoa ở thành phố lớn. Chúng ta thấy thường thấy họ bắn ở rất ở những cái công viên và bắn rất là cao, rất là lớn. Và đây là và năm nay á, năm nay thì được bộ bên bộ công an cái nhà, người ta có cho người dân sử dụng pháo hoa là mua với một cái quyết định là phải có giấy tờ chứng từ mà mới được dùng nha, chứ mà mua lậu là mua và đốt khơi khơi bắt gắn chịu nha mọi người. Thì Tú cũng có mua một ít rồi cả nhà. Ở đây là cái hóa đơn mà được chứng nhận cái nhà, mua để dùng để mà chơi Tết á. Nó thì bây giờ con sẽ lần lượt chia sẻ với cô chú anh chị mình. Có nồng độ gây có qua là quất lâu đây trời. Thì cái nhà thì ở đây cũng có mua ba loại pháo đây mà do mắc quá cái nhà, mua không nhắm không đủ tiền mua. Như cái nhà xem này, cái này là một loại pháo chuồn chuồn, là được biết là người ta nói biết là khi mình đốt cái ngồi này khi mình cháy lên nó sẽ bay như con chuồn chuồn vậy đó, rất là sáng và rất là đẹp đó. Và đây là một loại pháo về những một cái cánh trong trống, thì khi đốt lên nó sẽ quay trong trống bay lên trên đó. Thì đây là hai loại pháo. Và Tú mua thì có 5 con này nha. À, nhà biết con nhiêu không? 40 ngàn một con đó cả nhà. Tính cái 5 con này 200 ngàn, một cái 5 con à. Đó. Và đặc biệt đây là đặc biệt nữa nè. Cái nhà nhìn không? Cái hũ ba lớn này nè, 25 viên bắn lên trời. Và giá xấp xỉ là 600 ngàn đồng. Nhà thấy cái hũ đơn giản không? Thì đây trong đây nó có 25 cái ngòi cái nha. Nè các nhà thấy lỗ một lỗ một cái ngòi nè. Khi người ta đốt lên nó sẽ cháy từ từ và bắn lên từ viên. Đó. Thì đó giờ Tú cũng chưa bao giờ sử dụng qua. Thì mình lựa một cái nơi rất là trống trải ở ngoài đồng. Quay ra ngoài đồng cái nhà thấy lúa không? Đó, một hồi tôi để cái lên cái ghế này nè. Là do mình sợ nó cháy nên mình sẽ dùng một miếng gạch men mình để lên trên cái mặt này. Và để pháo lên trên khi người ta đốt nó không bị cháy cái mũ cái nhựa ấy nha. Đó, và cô chú anh chị mình khuyến cáo nha, ai mà có dùng pháo này á, tốt nhất chúng ta nên lựa một cái khoảng trống rất là trống ở trên trời, nhất là trên trời không có cái gì che, không có cây cối vật là cái gì che. Thứ hai xung quanh là không có nhà cửa, ra cách là tốt nhất. Và thứ ba nữa là ở dưới này cái nhà không có rơm rạ khô đó, như vậy thì nó dễ, rất là dễ bắt lửa cháy. Thì thôi bây giờ á, pháo này đốt và nó cháy như thế nào, đẹp ra sao thì nhờ bà ông bà của chú anh chị cùng Tú đốt pháo vào đúng 12 giờ đêm nay và cho thử hôm nay cả nhà. Thì bây giờ ok, bây giờ mình đốt pháo cái này. Thì cô chú anh chị ơi, thì bây giờ á, mình lựa một cái vị trí rất là thích hợp ở nhà nhìn bên trên nè. Nói chung là trống không có gì hết ha, và xung quanh đây cảnh vật rất là trống không có gì hết. Và đặt một cái ghế như thế này nè, để một cái gạch men lên đây. Rồi sau đó mình sẽ đốt và nó cũng bị cháy cho nó nha. Bây giờ cái loại pháo đầu tiên mình muốn đốt cửa nhà mình xem đó là cái loại pháo trong trống quay. Thì trong quay nó có cái tim như này cả nhà không? Mà mình chưa biết đặt sao. Giờ sao người đặt tiếng vậy? Em chắc là bị lên như này. Nè nằm như này. Bây giờ cầm ra cho ve cứ đưa để đốt rồi chạy cho ve liền. Để không hồi nó lỡ nó cháy lẹ quá rồi giải kịp sao? Giờ mình sẽ tâm nữa nè.
được nhà luôn rồi. Quá nhanh. Sao tao nói nó quay bay đẹp đẹp lắm mà sao? Chưa quay vậy chăng á? Không quay luôn á. Cái nào bị lỗi không ta? Không bị lỗi gì vậy sao nó đáng lẽ nó không quay vòng nữa. Đúng rồi ha. À. Hay là đặt nữa luôn vậy? Vậy là do anh rồi. Vậy lật xuống vậy nó mới quay. Còn hết rồi. Thấy chưa, em kêu anh coi trước đó anh không chịu. Đây giờ mình sẽ test thêm một cái nữa, đặt cái này xuống vậy. Nè. Sao cái này? Ok. Bây giờ sẽ đốt một cái nữa coi nha, coi như thế nào nha. Chạy. Đó. Giờ lỗi do tôi rồi cái trời. Lỗi do tôi rồi. Cũng đẹp dữ ha, dù đẹp phết. Bây giờ mình sẽ đốt cái con nhú nhủi 80.000. Đây ra đi 80.000 đó. Đây, lấy vô chuồng chuồng nha. Ok, 1, 2, 3. Ủa, vậy là gọi hả? Như vậy rồi ơi. Mình không biết là nó quay lên hay quay xuống nè. Đại em tưởng đâu là nó bay, sẽ bay lên nữa. Thì em nghĩ là đại, nó không bay nè. Để người không biết nè. Đó thì em phải hỏi người ta cách sử dụng sao, mình không biết cách sử dụng. Thì đốt con này lật ngược lại nghe nha. Còn con nữa à. Còn con này là hấp khóc hết con này rồi. Nhìn vậy. Thủ thế chạy nữa nè. Đó, thấy không, người ta nó bay lên đó, thấy không? Ôi trời ơi. Nó anh nữa rồi đó, thấy chưa? Lỗi do tôi. Còn con nữa, còn nó còn trồn nữa. Đứng xa dữ rồi, camera man đứng xa thế. Tại em kịp cái gì? Ủa, con trồn trồn nữa. Dạ anh nội. À. Trời ơi. Bay đâu dữ á. Nó bị cái mắt thăng bằng nó bay. Giờ đốt mấy con mà 40.000 cái nhà mà mới mua thêm. Đó con mình tắm trước nha. Tắm cho mình quay. Tuy là nó không có bắn đung giống như là mấy cái pháo, nhưng mà nó rất là đẹp. Cha. Rồi, nó còn chuồng. Đi chuồng chuồng. Yeah.
đứng quay ngược đây nè. Cái con nó bị lỗi cái dài, nó bay không biết đi đâu luôn, bị đại sụi vậy. Okay, đó là con của nó nghe. Đẹp đó. Đó, nó bay giống đẹp đó. Đồ quá khối à. Đó, con tấm. Đi xem cái kết cấu của tấm như vậy nè. Nó chỉ là một cái trái pháo nằm như này và ở trên này nó có một cái tấm quay thôi. Khi mà mình đốt á, nó sẽ tung ra một đầu. Nó sẽ tua ra đầu này và nó sẽ khiến cho cái tốc độ nó quay đó. Và đây là những cái cánh này, nó cánh xéo xéo này, nó mọc gió bao nhiêu cũng trời chánh đó. Đó, như vậy nó bay lên cái nhà. Nè, đi giúp con nè giúp không? Nè nó buông á, đi cái mềm luôn á. Đi ra. Cao ghê trời, lúc ghê trời. Em đang điện ba vậy? Em đi cho ba quay dây, nói chuyện hoài. Tới lúc con trùng trùng. Cái này đó, đây là mông. Cái gì vậy? Đi ba. Mình nổ bánh sát luôn, thấy không thấy gì đó luôn chứ. Thì đi xía. Em đi nha. Này mình mua thêm 10 con nữa nha. Đi với con để nó được. Đây, chơi tới con nha. Chấm chấm. Không nổ. Con này không nổ. Chóc chóc. Không nổ con kia nữa, cái bùm rồi đó. Mình biết con nghĩ ra à, mình cháu bị cháu bị con này cháy gọi rớt nè. Tụi tôi cầm rớt con chứ, đây con nè. Nó chóc hết trơn á, mà mình nó rớt mình không thấy. Thì ba, chị biết nè. Mình bay. Rồi, cái con này rồi hết rồi, còn hai con duy nhất kìa, trời luôn. Trời ơi trời. Đi ra. Cuối cùng nữa nha. Rồi bây giờ là cái cuối cùng là cái hộp 25 viên cả nhà. Rồi là cái này nè. Để quay cho cả nhà xem là cách dùng nha. Ở đây người ta có một cái hướng dẫn cả nhà, thấy cái tim không? Là cái tim mình xé tim này ra. Phía này vẫn có cái tim nữa nhưng mà nằm như này nè. Khi mà mình dùng hai hộp á là mình sử dụng một cái tim này nối qua cái tim khác của hộp khác luôn, là khi chúng ta tim một đầu bên đây là sẽ cháy hết cái phía này rồi nó sẽ lan qua tới cái hộp tiếp theo, là cái đó người ta dùng số lượng nhiều. Còn này mình có một hộp thôi nên mình sẽ tim một bên nữa nha. Nếu mà tim hai bên thì tốc độ bắn nó rất là lẹ,
và hầu như nó đục lên và rất lẹ không có hay. Nên mình sẽ đốt một bên cho nó cháy được từ từ nữa nha. Mình sẽ khu cái này lên. Cô chú chị đi nha, có dùng nó nhớ nhìn kỹ nha. Người ta để cái hướng của tôi lên nè, là có nghĩa là mặt mình lên trên trời. Mình làm dưới đớn nha, đừng ấp xuống vậy là thua luôn. Đốt rồi là không quay được đâu á. Ok, rồi đến đó. Làm mày sợ dưới nó còn cái dài lắm mới đổ. Nhưng mà em sợ nó bắn lên cao rồi em quay xa không kịp á. Em kịp tôi 25 giếng mới từ mà. Nhưng mà em sợ nó bay lên cao. Rồi cận cảnh cái mình tìm ngồi cái nha. Có cái bóng nè. Này camera mình chạy được không? Hả? Camera mình có chạy nổi không? Chạy nổi sao gạch đá không, sao ve rồi nó té. 1 2 3 Nó quẹt nó không chạy. Dạ. Dạ nha mọi người. Đang cháy đó, đang cháy đó. Cái lép được. Em thấy đứng xa rồi. Xong rồi đó hả? Xong rồi. Để con nổi xong rồi. Nóng không? Nóng lắm. Nóng rồi. Ủa dưới đen thùi lùi cái dàn nè. Xong hết rồi. 25 viên là 25 lỗ. Hồi nãy lúc mà mình không biết dùng á. Không biết dùng á mình cũng là xé cái lớp mặt bọc rồi ra. Mà xếp đốt bọc rồi ra chắc là dục bỏ luôn cái này. Cái nhà mình về ví dụ như đốt vào lúc này vậy luôn chứ đừng có bao giờ xé những cái lớp bạc này cái nhà đốt ra là xé cái là bỏ luôn á, nó sẽ không có cái hơi á, ít cái hơi nó mới nổ bung được rồi. Mình xé này ra chống hơi là nó không sẽ nổ qua không ba được đó. Và mình theo mình thấy cái nhà cái pháo này nó khá là đẹp, nhưng mà có một điều như thế này, có duyên nó lên trên trời nó nổ tung té rất đẹp, có duyên nó sẽ bị lép nó không nổ đó. Tính ra mình mua cái hộp này 600 ngàn để mình mua mấy cái viên con kia bay đẹp hơn nhiều, mấy con chuồn chuồn á nó đẹp hơn nhiều và đốt theo ý mình lúc nào đốt. Còn cái hộp này số lượng nó đắt nhiều viên nhưng mà nó mất tiền và đốt một lần là sẽ không ngừng được đó, vậy nó mất tiền hơn. Nó cô chú anh chị mình có dùng thì cân nhắc khi mua nha. Nói chung thì đến đây thì xin kết thúc video và cảm ơn bà cô chú đã xem video rất là nhiều và chúc cả nhà một năm mới an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài nha. Bye bye nha.